Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì vào ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Thì buổi chiều nay khoảng 2 giờ ngoài thì thằng quê có mặt ở tại trên Mương Chua. Đây là xã Phú An quý vị. Thằng quê đến ở đây để rồi dự một buổi lâm tuần ba của Yến Nga. Thì tụi quê cũng xin bằng phép quay một đoạn phim ngắn trong cái dịp buổi lòng tình hôm nay. Trước khi vào chương trình thì chúng tôi cũng kính chúc toàn thể quý vị, những người thân yêu của kênh Tụi Quê được bình an, mạnh khỏe và được sự che chở của chư Phật, chư Phương coi lên với thầy để gia hộ cho toàn thể quý vị được bình an nha quý vị. Giờ đây thì chương trình sẽ chúng tôi sẽ bắt đầu, thì kính mời quý vị cùng chúng tôi để rồi vào bên trong để chúng ta thăm viếng. Thì được biết thì gia đình của Yến Nga tổ chức đồng tình cũng bà con cũng khá đông, bởi vì Yến Nga thì cũng quen bà con rất là nhiều. Phía trước thì cũng có một dàn bông giấy rất đẹp. Kính thưa quý vị, thì thấy là hiện tại cũng có một cái chăn thờ giữa nhà. Đây là bàn hương cầu nguyện nha quý vị. Thì ông tên là Nguyễn Văn Đoan, tuổi thọ 78 tuổi nha quý vị, là ba của Yến Nga. Có một quỳnh bông rất là đẹp. Kính thưa quý vị, hiện tại có một người con thứ út ở trong nhà của cụ Nguyễn Văn Đoan đang hầu nhang và cũng đang làm vệ sinh trên mặt chân Phật nha quý vị. Rồi cái đó để cái gì được rồi. Gia đình của ông cụ Nguyễn Văn Đoan thì có được những người con cũng rất là hướng đạo, nên dòng ngày làm tuần trong các thất vừa qua thì cũng rất là chu đáo về cái việc cô cầu nguyện cúng lại nha quý vị. Nên đây là một những tấm gương cũng rất là tốt để cho chúng ta hướng theo. Để ơi, xong rồi mình đốt nhang cho bà con cùng cúng. Cái thưa quý vị, giờ đây thì vào buổi chiều giấc này mình đến đây thì nó cũng hơi trễ, nên bà con đến đến rồi về thấy cũng còn đông. Thank you.
Cái đuôi giờ này thì cũng hơi chiêu, mà bà con thì cũng cũng còn đông nữa, nhất là 2 giờ rưỡi. Hỏi đoàn này ở đâu lần? Phú Thọ, Vân Kinh. Vân Kinh. À, cái đuôi giờ đây thì được dài dài vị rất là quan trọng trong làng Sứ Đạo, đó là anh Ba Nhê, rồi anh Hai Nhàn, rồi các anh này cũng là các vị cũng khá đặc biệt. Ngồi xuống đi. Tới lâu chưa? Tới nãy giờ chắc cũng hơn nửa tiếng hả? À, cái buổi giờ này thì có một đợt cầu nguyện tiếp theo, có các cụ rất là lớn tuổi, cũng có những vị thì cũng trẻ, đa số phần thì là phụ nữ nha quý. À, cái đô vị Yến Nga là quý vị đang đứng là nhân viên Yến Nga là vị độc thân. Quý vị hiện giờ xin giới thiệu quý vị là Yến Nga là người con hiếu thảo của ông Nguyễn Văn Đoan. Hôm nay là làm từng thắt cuối cùng thứ bảy. Khi các anh em chú cháu đến đây rất là đông đủ, đồng đạo cũng rất là đông đủ, vì cảm nhận của Yến Nga như thế nào cho biết chút đỉnh. Cầm này nói chút thôi. Cho đồng đạo nghe. Cảm nghĩ của con thì thấy trên đường tu thì Đức Thầy cũng dạy khi cha mẹ quá giảng hay tu cầu cho linh hồn được siêu thăng miền Phật cảnh thoát đọa trầm luân. Và Đức Thầy đã cho biết là nay chúng ta đã quy đầu Phật thì phải do sự thành tâm cầu nguyện và đem sức kháng giấy của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh cõi thọ. Cho nên chúng con cũng rất là hân hoan và tội nguyện trên đường tu của mình. Khi được cái tấm lòng tình yêu thương của đồng đạo mà đến đây để cầu nguyện cho ông ba, con xin thay mặt cho gia đình chân thành cảm ơn quý chú và cũng không quên cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể chư quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Này là cái xác trăm mà còn gì nữa phải không? Theo thầy cũng nghe câu này. Đức thầy dạy cha mẹ quá giảng rồi mà anh em đồng đạo cũng gọi để cầu nguyện giải thoát thì. À, kính thưa quý vị, tiếp theo là một cái đợt cầu nguyện tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ quay nghiêm chỉnh đợt cầu nguyện này. À, anh Ba ơi, đứng với trên anh Ba.
Rồi kính mời anh Ba cầm mic. Cầm mán quá luôn không? Nóng lên chút thì ở xe có ngàn nữa. Rồi xong. Mô Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý đại diện trong gia đình. Dạ, kính thưa mấy chú anh chị cùng các đồng đạo kính mến. Thì hôm nay thì cũng là ngày mùng 8 tháng 3 năm Quý Mão. Và cũng là ngày làm tuần trung thất cho thân phụ của đồng đạo Yến Nga. Thì tất cả đồng đạo chúng ta được tin trở về đây để rồi mỗi người nhận một nén nhang cộng vào tâm thành của mình để cầu nguyện cho vong linh của thân phụ của Yến Nga sớm được siêu sanh về nơi cõi thọ. Theo lời Đức Thầy đã dạy, chẳng những thế mà quý vị còn thể hiện trên tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau như con một cha. Là bởi vì người xưa đã từng dạy nhất gia hữu sự bá gia ưu. Thì với những nghĩa cử cao đẹp và những tấm chân tình quý báu mà quý vị đã dành cho gia đình hôm nay, thì chúng tôi xin thay mặt gia đình xin nói lên những lời biết ơn sâu đậm nhất. Và cũng xin thay mặt gia đình chúc cho quý vị luôn được sức khỏe và nguyện cầu cùng mười phương chư Phật và quay linh của tổ thầy đồng gia hộ cho toàn thể chư quý vị luôn được dồi dào sức khỏe và trên bước đường tu hành luôn tinh tấn và phát triển cho đến ngày thành công viên mãn để đồng diện kiến Đức Tôn Sư nơi đại hội Long Hoa. Giờ chúng tôi xin dừng lại phần nói đầu và chúng tôi xin thông qua nội dung chương trình của buổi lễ cầu nguyện hôm nay gồm có những phần như sau. Phần thứ nhất là lễ trình nghi thức ba ngôi thờ. Phần thứ hai là cầu nguyện nơi bàn Phật ba lần. Và phần thứ ba là trở về nghi thức viên mãn. Đó là toàn bộ nội dung chương trình buổi lễ cầu nguyện hôm nay mà chúng tôi vừa thông qua. Giờ chúng tôi xin được phép làm bổn phận, trong khi làm bổn phận có điều chi sơ suất, ngưỡng mong toàn thể chư quý vị cũng niệm tình quan hỷ. Giờ chương trình hành lễ sẽ được bắt đầu, vậy kính mời toàn thể chư quý vị chúng ta xây vào bên trong để trình lễ nghi thức. Kính đến cửa quyền thất tổ kính lễ ba xá. Kính đến ngôi tam bảo kính lễ ba xá. Kính đến chân dung đức thầy kính lễ hai xá. Bên trong sông kính mời quý vị xây sang ra phía ngoài. Kính đến ngôi thông thiên kính lễ ba xá. Phần lễ trình nghi thức đã xong, đến phần cầu nguyện. Kính mời toàn thể chư quý vị hướng về bàn Phật xá ba xá. Kính thỉnh đồng quỳ và đồng chấp hương lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tổ Phật thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ ông Nguyễn Văn Đoan 78 tuổi và đồng đạo Nguyễn Thị Dung 67 tuổi và Lê Hiền Ngoan 38 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính tỉnh quý vị đứng lên xá một xá thu hương. Cắm hương xong kính mời quý vị xá và quỳ xuống lại bốn lại. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật.
thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho đủ bốn lạy, kính thỉnh quý vị đứng lên xá ba xá niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kể đi, kể. Và đến lượt cầu nguyện thứ hai, kính mời toàn thể chư quý vị hướng về bàn Phật xá ba xá. Và kính thỉnh tất cả đồng quỳ, đồng chấp hương lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ ông Nguyễn Văn Đoan 78 tuổi, và đồng đạo Lê Thị Dung 67 tuổi, và Lê Hiền Ngoan 38 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh quý vị đứng lên là xá một xá thu hương. Cắm hương xong, kính mời quý vị xá và quỳ xuống lại bốn lạy. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Cho đủ bốn lạy, kính thỉnh quý vị đứng lên xá ba xá niệm y như trước. Và đến lượt cầu nguyện thứ ba, và cũng là lượt sau cùng, kính mời toàn thể chư quý vị hướng về bàn Phật xá ba xá. Kính thỉnh tất cả đồng quỳ và đồng chấp hương lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ ông Nguyễn Văn Đoan 78 tuổi, đồng đạo Lê Thị Dung 67 tuổi, và Lê Hiền Ngoan 38 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh quý vị đứng lên xá một xá thu hương. Cắm hương xong, kính mời quý vị xá và quỳ xuống lại bốn lạy. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lạy, kính thỉnh quý vị đứng lên xá ba xá niệm y như trước. Phần cầu nguyện đã xong, kính mời quý vị xây vào trong trình lễ viên mãn. Kính đến cửu quyền thất tổ kính lễ ba xá. Kính đến ngôi tam bảo kính lễ ba xá. Kính đến chân dung đức thầy kính lễ hai xá. Bên trong sông kính mời quý vị xây sang ra phía ngoài. Kính đến ngôi thông thiên kính lễ ba xá. Sau cùng kính lễ bàn Phật ba xá. Buổi lễ cầu nguyện đến đây đã viên mãn, kính mời quý vị tự tiện. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, chương trình cầu nguyện đợt hiện tại đã xong. Giờ đây thì kính thưa quý vị, giờ này thì đồng đạo cũng không đông lắm. Giờ Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là anh đang trên đây Phú Lâm lần hả? Rồi. Vậy đó hả? Dạ, đây là một người thân quen trên kinh Tùng Quê. Rồi thêm hai chú luôn, hai chú ở gần này không chú? Dạ. Có gì chứ lớn tuổi à? Lớn gì mới có 61 rồi lớn gì. Ủa vậy sao? Dạ 70. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi chào anh ha, có duyên mình gặp lại. Rồi quay đường cho. Ủa em nghe em của ông cái ông mắt hả? Thứ quý nè. Thứ quý ngồi trên bàn đó hả? Tại tôi đặt ông là thứ quý rồi, gấp mà. Nam Mô Di Đà Phật. Kính lễ Nam Mô Di Đà Phật. Kính lễ Nam Mô Di Đà Phật. Cầm kính lễ Nam Mô Di Đà Phật đủ đúng lại. Mời đồng đạo kính Đức Phật hai vị Bồ Tát. Đến lượt thứ ba, mời đồng đạo xá bằng Phật ba xá quỳ xuống chắp tay đưa lên trán miệng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo Nguyễn Văn Đôn hưởng thọ 78 tuổi, Phan Thị Trơn 80 tuổi, Nguyễn Thị Dung 67 tuổi, Lê Hiền Ngoan 38 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ trong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Để tiếp thêm một xá nữa luôn. Cẩm hương xong mời đồng đạo lễ lại. Kính lễ Nam Mô Di Đà Phật. Kính lễ Nam Mô Di Đà Phật. Kính lễ Nam Mô Di Đà Phật. Đồng kính lễ Nam Mô Di Đà Phật đủ bốn lại. Mời đồng đạo kính Đức Phật hai vị Bồ Tát. Ba lượt cầu nguyện đã xong, mời đồng đạo hướng vào trong làm lễ viên mãn. Trước hết kính cư quyền thất tổ kính, kính hồng ân tam bảo kính, kính chân dung đức thầy kính. Mời đồng đạo hướng về bàn thông thiên và bàn Phật ba xá xả lễ. Từ tháp thứ bảy của đồng đạo Nguyễn Văn Đôn đến đây đã viên mãn. Nam Mô Di Đà Phật.